Các bạn đang theo dõi kênh của Trường Doanh Nhân HBR. Các tỷ phú giàu nhất thế giới đổi đời như đọc cuốn sách nào? Warren Buffett, The Intelligent Investor. The Intelligent Investor, tự Việt là nhà đầu tư thông minh, được xem là quyển sách gối đầu giường và là kinh thánh của giới đầu tư chứng khoán thế giới. Sách được viết bởi Benjamin Graham, một trong những nhà đầu tư lỗi lạc nhất mọi thời đại và cũng là người đã từng dạy tỷ phú Warren Buffett tại trường kinh doanh Columbia. Buffett chia sẻ, The Intelligent Investor chính là nguồn cảm hứng đằng sau các triết lý đầu tư mà ông sử dụng đến tận ngày nay. Những bài học trong cuốn sách đã giúp nhiều nhà đầu tư tránh khỏi các sai lầm nghiêm trọng, cũng như dạy họ cách phát triển chiến lược đầu tư dài hạn. Cuốn sách đã thay đổi cuộc đời tôi. Nó dạy tôi triết lý nền tảng về đầu tư có ý nghĩa. Graham cũng dạy tôi cách tư duy về thị trường chứng khoán, rằng thị trường ở đó không phải chỉ để chỉ dẫn, mà là để phục vụ tôi, vị tỷ phú 90 tuổi chia sẻ. Jeff Bezos, Good to Great. Được viết bởi tác giả Jim Collins, Good to Great, tự Việt là từ tốt đến vĩ đại, nằm trong số 20 cuốn sách có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới về quản trị kinh doanh từng được bình chọn bởi tạp chí Forbes. Nội dung cốt lõi của sách xoay quanh việc cách các doanh nghiệp phải đối mặt với hiện thực khốc liệt trong kinh doanh, cách tìm ra điểm khác biệt để duy trì vị thế cùng đà tăng trưởng, cũng như cách tìm ra đâu là điểm cần củng cố, đâu là điểm cần thúc đẩy. Đây cũng là cuốn sách đã giúp tỷ phú Jeff Bezos cùng đội ngũ quản trị tại Amazon được công ty công nghệ này vươn tầm mạnh mẽ vào đầu những năm 2000. Trong một lần phỏng vấn với Vox, tác giả Jim Collins cho biết đã từng đến thăm trụ sở của Amazon khi công ty này mới được 4 năm tuổi để trao đổi về nội dung cốt lõi của Good to Great, qua đó đã làm thay đổi hướng phát triển của Amazon. Theo đó, Good to Great đã giúp Bezos cùng đội ngũ quản trị định hướng và xây dựng lộ trình cho những thay đổi mang tính chiến lược, thứ đã giúp Amazon vào guồng quay tăng trưởng. Trên thực tế, chiến lược này đã giúp Amazon đạt bước nhảy vọt, thu về khoản lợi nhuận đầu tiên trong quý 4 năm 2001 sau nhiều năm kinh doanh không có lãi và phải chật vật ứng phó với bong bóng .com. Bill Gates, Factfulness. Factfulness, tự Việt là sự thật về thế giới, là một trong số những cuốn sách yêu thích của tỷ phú Bill Gates. Đây cũng là một trong hai cuốn sách bất cứ nhân viên nào muốn làm việc tại quỹ Bill & Melinda Gates cũng như Microsoft cần đọc. Sách được viết bởi ba tác giả Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rowland. Chia sẻ cảm nghĩ về cuốn sách, Gates viết, đây là một sự đột phá đối với tôi. Khung tư duy mà Hans đề cập là điều mà tôi đã mất nhiều thập niên để xây dựng cho bản thân trong khi hoạt động vì sự phát triển của thế giới. Và tôi chẳng bao giờ có thể giải thích về nó một cách rõ ràng như vậy. Factfulness giúp độc giả khám phá lý do con người liên tiếp mắc sai lầm khi nhìn nhận vấn đề chung mà thế giới đang phải đối mặt, đồng thời đưa ra 10 bản năng để lý giải cho việc tại sao con người không nhìn nhận thế giới một cách khách quan, đơn cử như khuynh hướng chú ý vào những thứ khiến bản thân sợ hãi hay các chủ đề lớn, ấn tượng. Tôi nghĩ mọi người nên đọc nó. Sách đặc biệt hữu ích đối với những người vừa rời ghế nhà trường và đang phải đối mặt với những bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Gates chia sẻ. Elon Musk, Foundation. Là một fan của Foundation, tạm dịch là nền móng, tỷ phú công nghệ Elon Musk nói ông đã đọc đi đọc lại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng này. Và đây là một trong hai quyển sách tạo nền tảng cho sự ra đời của SpaceX. Trong một lần trả lời phỏng vấn với tờ The Guardian, CEO của Tesla cho biết, điều mà Foundation dạy ông là các nền văn minh đều có chu kỳ của nó, và chính bài học đó đã thôi thúc Musk theo đuổi những hoài bão lớn lao của bản thân, trong đó có tham vọng đưa con người lên sao hỏa. Chấp bút bởi Isaac Asimov, Foundation theo chân một nhà toán học đã dự báo và tính toán được sự sụp đổ của một nền văn minh ngoài vũ trụ. Khi thời kỳ đen tối sắp đến, ông đã lên kế hoạch đưa các nhà khoa học và kỹ sư lên các hành tinh khác để giúp bảo tồn nền văn minh trước thảm họa không thể tránh khỏi. Mark Zuckerberg, Creativity Incorporated. Creativity Incorporated, tự Việt là Vương quốc sáng tạo, viết về những trải nghiệm thực tế của chủ tịch Pixar Animation Ed Catmull. Lên lỏi giữa những trang sách là các trải nghiệm quý báu của Catmull về quản trị kinh doanh cũng như cách thức đã giúp đưa Pixar vươn lên vị thế như hôm nay trong ngành công nghiệp phim hoạt hình. Tôi thích đọc những chia sẻ thực tế về cách mọi người xây dựng các công ty vĩ đại như Pixar cũng như phương pháp nuôi dưỡng sự đổi mới và óc sáng tạo. Đây sẽ là cuốn sách truyền cảm hứng cho bất cứ ai muốn làm điều tương tự và hy vọng rằng ai cũng có thể tìm thấy được những bài học mà bản thân có thể áp dụng để kết nối với mọi người xung quanh, tỷ phú Mark Zuckerberg chia sẻ. Với Creativity Incorporated, tác giả Catmull đã mang đến một thông điệp rằng luôn có những yêu cầu nhất định đối với tất cả người lao động, dù họ theo đuổi ngành nghề nào đi nữa. Cụ thể là sự tin cậy, sự linh hoạt và sự sáng tạo, ngay cả với những công việc đòi hỏi ít tính nghệ thuật hay đặt trọng tâm vào khả năng giải quyết vấn đề.
Carlos Slim Hill, Future Shock. Future Shock, tự Việt là cú sốc tương lai, của tác giả Alvin Toffler, gây bút nổi tiếng với những dự báo chính xác về sự phát triển của lĩnh vực công nghệ, là một trong những đầu sách góp phần định hình chiến lược đầu tư của tỷ phú Carlos Slim Hill. Từng là tỷ phú giàu nhất thế giới và hiện là người giàu nhất Mỹ Latin, Slim cho biết thành công trong việc dự đoán các thay đổi trên thị trường của ông có được là nhờ vào kỹ năng phát hiện cơ hội từ sớm đã học được từ Future Shock. Được biết, nội dung của Future Shock xoay quanh những thay đổi nhanh chóng trong xã hội cũng như công nghệ để con người vào cảnh chìm uất và đau khổ, hay nếu nói như Toffler là khiến họ gặp phải cú sốc tương lai. Đồng thời, tác giả cũng thảo luận về các vấn đề khác như cuộc sống gia đình, sự trỗi dậy của các doanh nghiệp mới, các nhóm văn hóa và phong cách sống khác nhau, cũng như mối quan hệ giữa người với người khi đứng trước những sự thay đổi trong tương lai. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Để không bỏ lỡ những kiến thức cũng như xu hướng kinh doanh mới nhất, hãy bấm vào subscribe kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Bạn có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.